Phật giáo trên toàn cầu nói chung và Phật giáo tại Việt Nam nói riêng chưa có quy định chuẩn mực về tiêu chí làm tu sĩ. Đạo Phật chưa có giáo lý chuẩn mực như đạo Thiên Chúa. Thầy trò chùa Ba Vàng đã đạp cứt rồi đổ lỗi cho người khác. Lẽ ra khi đạp cứt xong phải đi rửa chân. Giáo hội như một nồi lẩu thập cẩm, bát nháo như cái chợ trời, mẹ ai nấy giảng nào là Bắc Tông, Nam Tông, rồi lung tung tông hết. Vai trò của giáo hội Phật giáo Việt Nam ở đâu mà để xảy ra những trường hợp như vậy? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc thư đề nghị khẩn thiết về việc cho xử lý thật nghiêm thượng tọa thích nhật tử tiếp theo Thượng tọa Thích Trân Quang. Kính thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tên tôi là Nguyễn Văn Sinh, cư ngụ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Còn tôi, tên là Vũ Thị Hiền, cư ngụ quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và tôi là Võ Thị Minh Hương, cư ngụ tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và tôi là Nguyễn Văn Vinh, cư ngụ huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Và tôi là Thiều Thị Hương, cư ngụ tại huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Và tôi tên Bùi Thị Toán, cư ngụ tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Và tôi là Vũ Thị Hiếu, cư ngụ tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh và tôi tên là phan thị thu hằng cư ngụ tại dạ thành phố việt trì tỉnh phú thọ còn tôi là đỗ thị bạch tuyết cư ngụ tại quận cầu giấy thành phố hà nội và tôi tên đỗ thế tăng cư ngụ huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc và tôi là nguyễn huy hùng cư ngụ tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa qua Chúng tôi thấy trên báo Tuổi trẻ Online có đăng bài Giáo hội làm việc về phát ngôn của thượng tọa Thích Chân Quang của tác giả Hoài Phương đăng ngày 17 tháng 5 năm 2024. Chúng tôi xin trích dẫn một vài đoạn mà báo giác ngộ Online đã phỏng vấn thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam như sau về những phát ngôn của Thượng tọa Trân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh. Việc này giáo hội đã giao ban Hoàng Pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương giáo hội tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội không đúng với tôn trì giáo hội phật giáo việt nam luôn luôn hướng dẫn cổ vũ khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni phật tử và mọi người trong xã hội bày tỏ niềm tin thực hành giáo pháp kính ngưỡng phụng hành lời dạy của đức phật tu tập các pháp môn của đạo phật theo đúng chính pháp dưới luật phật chế cũng như phải tuân thủ theo pháp luật nhà nước giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cũng như quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo của tất cả mọi người dân đồng thời giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn thông tin truyền thông có nội dung xuyên tạc thiếu chính xác thiếu khách quan liên quan đến phật giáo và giáo hội phật giáo việt nam Giáo hội cũng đang tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Văn phòng Trung ương Giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan đến vấn đề trên. Tới đây, Giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của Tăng Ni, nhất là trên mạng xã hội. Kính thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dân chúng tôi nhận thấy Thượng tọa Thích Chân Quang chủ trì chùa Phật Quang, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong một số clip quả thật đã có những bài giảng với nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo đã làm hoang mang xã hội không đúng với tôn chỉ của đạo Phật. Nhưng ngay lập tức, giáo hội Phật giáo đã kiểm điểm, chấn chỉnh rất kịp thời về những phát ngôn thiếu kiểm chứng của Thượng Tọa Thích Trân Quang này. Nhân dân chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Nhưng còn trường hợp cá biệt về Thượng Tọa Thích Nhật Tử, Chủ trì Chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Tri Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dân chúng tôi đã rất nhiều lần gửi các báo cáo đến giáo hội phật giáo việt nam về những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng về những phát ngôn lệch chuẩn cũng như các bài giảng thiếu chuẩn mực thiếu tư cách của thượng tọa thích nhật từ này nhưng giáo hội phật giáo việt nam hoàn toàn nằm ngơ hoặc không xử lý đây quả thật là sai sót rất tai hại và không công bằng chỗ nào Kính thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Nhật Tử, chủ trì chùa Giác Ngộ, quận 10 này đã cậy vào chức sắc và quyền hạn của mình trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những bài giảng, những phát ngôn đi ngược lại hoàn toàn với chủ trương và tôn chỉ của đạo Phật. Nói chung và của giáo hội phật giáo việt nam nói riêng những phát ngôn này không chỉ làm hoang mang trong dư luận xã hội mà còn khiến nhân dân cũng như cộng đồng phật tử phẫn nộ bức xúc trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết nhân dân chúng tôi xin được dẫn chứng các phát ngôn lệch chuẩn sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn đạo phật cũng như thiếu tư cách thiếu đạo đức của một tu sĩ Phật giáo có chức sắc như Thượng Tọa Thích Nhật Tử như sau. Thứ nhất, trong bài giảng có tiêu đề vấn đáp Phật Pháp Online Thượng Tọa Thích Nhật Tử đăng ngày 16 tháng 3 năm 2020 trên kênh Đạo Phật Ngày Nay ở phút thứ 42 phút 10 giây đến 42 phút 32 giây Thượng Tọa thích Nhật Tử đã phát biểu để đáp lại với những nhân dân phản biện về những bài giảng của mình rằng, đó là những kẻ tào lao, sang bệnh, thậm chí là mất dạy, dùng những lời lẽ rất tục tiễu. Kính thưa Thượng Tọa thích Đức Thiện, kính thưa lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam, đây là lời nói của dân anh chị, chợ búa, hàng tôm, hàng cá chứ không phải của một người mang chức danh thượng tọa như Thích Nhật Tử. Vậy trường hợp này giáo hội Phật giáo Việt Nam tính làm sao đây? Thưa quý vị! Thứ hai, trong bài giảng có tiêu đề Nguồn gốc Pháp Thịnh Oan Gia Trái Chủ Chùa Ba Vàng trên kênh Thích Nhật Tử Official hiện đã để ở chế độ riêng tư nhưng chúng tôi đã lưu lại được làm bằng chứng ở phút thứ 13 phút 19 đến 14 phút 44 Thượng tọa Thích Nhật Tử đã rất tức giận và phát ngôn rằng Cô Nguyễn Thị Y ở chùa Ba Vàng mà tôi sánh ví như con mèo mà muốn thách đấu với con sư tử Giả sử con sư tử chỉ cần quẹt một cái là con mèo ngã lăn ra chết chị làm dơ móng vuốt của con sư tử không cần thiết Kính thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện Kính thưa lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Phát ngôn trên của Thượng tọa Thích Nhật Tử Là lời nói của một kẻ giang hồ thứ thiệt Chứ không phải là của một tu sĩ Phật giáo chân chính Một lần nữa giáo hội Phật giáo Việt Nam Làm ngơ như không hề hay biết Thứ ba Trong bài giảng có tiêu đề Sự nguy biện của nhóm truyền thông Chùa Ba Vàng Trên kênh Thích Nhật Tử Official Video này đã bị xóa khỏi YouTube, nhưng chúng tôi đã lưu lại được làm bằng chứng. Ở phút thứ 7 phút 20 giây, Thượng Tọa Thích Nhật Tử đã rất sân si khi phát biểu rằng Thầy trò Chùa Ba Vàng đã đạp cứt rồi đổ lỗi cho người khác. Lẽ ra khi đạp cứt xong phải đi rửa chân. Kính thưa Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Kính thưa lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với thái độ rất tức giận thượng tọa thích nhật tử đã đăng đàn quay video và phát biểu những lời lẽ thô tục và đầy cám phấn như trên để nói về đồng nghiệp tu sĩ của mình trước toàn thể nhân dân đây là hành động đã vi phạm nghiêm trọng về phát ngôn rất lệch chuẩn và thiếu tư cách và đạo đức của một tu sĩ phật giáo như thượng tọa thích nhật tử sự việc này đã được nhân dân gửi báo cáo rất nhiều lần, nhưng giáo hội Phật giáo Việt Nam lại không xử lý. Thứ tư, trong rất nhiều bài giảng trên kênh youtube của mình, Thượng tọa Thích Nhật Tử đã công khai giảng về tình yêu, tình dục, hướng dẫn công thức phòng the trung đạo cho những cặp đôi mới cưới. Đặc biệt là hướng dẫn sử dụng dụng cụ kích dục và nói Đức Phật cho phép không bị nhân quả gì cả. Kính thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện, kính thưa lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là những lời giảng rất loạn ngôn của Thượng tọa Thích Nhật Từ đã vi phạm nghiêm trọng về tư cách và đạo đức của một tu sĩ Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam biết nhưng chưa hề xử lý. Thứ năm, rất nhiều lần Thượng tọa Thích Nhật Từ đã làm bùa làm phép vào cây bút để cầu nguyện cho học sinh thi đậu tốt nghiệp, bắt học sinh đội mùa trên đầu để được may mắn, được chư Phật gia hộ, kính thưa thượng tọa thích đức thiện, kính thưa lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam, đây là một trong những hành động gieo rắc mê tín dị đoan vào thế hệ tương lai của đất nước, những việc làm rất phản khoa học, phản nhân quả và sỉ nhục đạo Phật nhất mà Thượng Tọa Thích Nhật Từ đã làm hoàn toàn không nằm trong chủ trương của đạo Phật. Kính đề nghị Thượng Tọa Thích Đức Thiện và lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam cho xử lý thật nghiêm. Thứ sáu, lợi dụng lòng tin của nhân dân, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người. Thượng Tọa Thích Nhật Từ đã làm lễ cầu nguyện cho vaccine được Bộ Y tế cho phép lưu hành để trích ngừa cho nhân dân trong đợt dịch Covid-19, khiến cho công ty của người ta tán ra bại sản. Kính thưa Hòa Thượng Thích Đức Thiện, Kính thưa lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đây là hành động lợi dụng chức sắc màu áo của tu sĩ Phật giáo để lừa đảo nhân dân, cũng là sỉ nhục đạo Phật và làm giảm uy tín danh dự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho xử lý thật nghiêm thượng tọa thích nhật tử này để lấy lại danh dự và uy tín của xã hội. Thứ bảy, trong bài giảng có tiêu đề Thực hư ngày Chúa Giêsu ra đời, đăng ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023 trên kênh Đạo Phật ngày nay ở phút thứ 1 phút 32 giây, thượng tọa Thích Nhật tử đã truyền bá rằng là Phật tử mình không ăn ké Noel của đạo Công giáo vào những ngày lễ Phật Đảng, có người công giáo nào đi dự lễ Phật đàn không? Không! Còn vào những ngày Noel thì những người Phật tử hiểu đạo Phật lơ tơ mơ thì chạy ngoài đường ăn ké Noel của người ta. Kính thưa Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Kính thưa lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những lời giảng của Thượng Tọa Thích Nhật Tử như nêu trên hoàn toàn là truyền bá tư tưởng phân biệt tôn giáo, kỳ thị tôn giáo và vi phạm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người khác kính đề nghị Thượng tọa Thích Đức Thiện và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho xử lý thật nghiêm Thượng tọa Thích Nhật Từ này để làm gương. Thứ 8, trong bài giảng có tiêu đề Giá trị cốt lõi của Đạo Phật, Thượng tọa Thích Nhật Tử đăng ngày 24 tháng 4 năm 2021 trên kênh Thích Nhật Tử Official ở giờ thứ 1, phút thứ 10, giây thứ 40, Thượng tọa Thích Nhật Tử đã hùng hồn phát ngôn rằng đang khi có nhiều tôn giáo xúc vật hóa con người xem con người như là con cừu con chiên con cừu con chiên là con ngu nó không biết gì hết trơn nó theo sự chân dắt của chủ nhân thôi đó là một hình thức xúc vật hóa còn đạo phật là đạo giác ngộ hóa con người đề cao tất cả mọi người đều có thể thành phật ở thì tương lai còn đức phật đã thành ở thì quá khứ không có tôn giáo nào chủ trương đề cao nhân bản nào như thế được Kính thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện Kính thưa lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Những phát ngôn trên của Thượng tọa Thích Nhật Tử Đã mang tính cách phân biệt và kỳ thị tôn giáo khác Phá hoại tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Rất dễ dẫn đến xung đột tôn giáo Đề nghị Thượng tọa Thích Đức Thiện và lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Hãy xử lý thật nghiêm trường hợp này để thượng tôn pháp luật và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác. Thứ 9. Trong bài giảng có tiêu đề vào thời Đức Phật đã có chữ viết hay không? Đăng ngày mùng 5 tháng 4 năm 2020 trên kênh Thích Nhật Tử Official từ giây thứ 8 đến giây thứ 30, thượng tọa Thích Nhật Tử đã khẳng định rằng thời Đức Phật hoàn toàn chưa có chữ viết. Kính thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện kính thưa lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát ngôn trên của Thượng tọa Thích Nhật Từ chẳng khác nào cho rằng vị giáo chủ của cõi Ta Bà bị mù chữ. Đây là phát ngôn cho thấy sự thiếu kiến thức lịch sử Phật học trầm trọng của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Một vị lắm giữ chức sắc cao trong trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng chưa bị giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý. Thứ 10, trong bài giảng có tiêu đề Niết bàn ở đâu đăng ngày 18 tháng 4 năm 2014 trên kênh Đạo Phật ngày nay ở phút thứ 0 phút 38 giây đến 0 phút 55 giây Thượng tọa Thích Nhật Từ đã khẳng định rằng Đức Phật không biết Niết bàn ở đâu Đức Phật bó tay chấm cơm khi hỏi về Niết bàn ở đâu Kính thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện, kính thưa lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là phát biểu thật lộng ngôn của thượng tọa Thích Nhật Từ khi nói về sự hiểu biết của Đức Phật. Ngài là một vị toàn năng toàn giác thì sao lại không thể nào biết được niết bàn nằm ở đâu mà nói là bó tay chấm cơm. Nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn chưa xử lý. Thứ 11, trong bài giảng có tiêu đề Địa ngục có thật hay không? Thích Nhật Từ đăng ngày 11 tháng 6 năm 2019 trên kênh Thích Nhật Từ Official ở phút thứ 5 phút 22 giây đến phút thứ 6 Thượng tọa Thích Nhật Từ đã rất khẳng định rằng Đức Phật không có dạy về địa ngục Địa ngục là không có thật Địa ngục chỉ để răn đe những kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ điếc không sợ súng mà thôi. Kính thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện, kính thưa lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện nay trong các kinh, trong tất cả các chùa và học viện thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam đều dạy có lục đạo luân hồi, tức có địa ngục. Vậy mà Thượng tọa Thích Nhật Từ lại khẳng định ngược lại hoàn toàn. Kính đề nghị Thượng tọa Thích Đức Thiện và lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam giải quyết triệt để vấn đề này để không làm hoang mang dư luận và cộng đồng Phật tử. Thứ 12 trong bài giảng có tiêu đề Tiêu chí làm tu sĩ ngày mùng 2 tháng 4 năm 2016 trên kênh Thích Nhật Từ Official ở phút thứ 3 phút 18 giây đến 4 phút 19 giây thượng tọa thích nhật từ đã phát biểu rằng một phật giáo trên toàn cầu nói chung và phật giáo tại việt nam nói riêng chưa có quy định chuẩn mực về tiêu chí làm tu sĩ hai đạo phật chưa có giáo lý chuẩn mực như đạo thiên chúa kính thưa hòa thượng thích đức thiện kính thưa lãnh đạo giáo hội phật giáo việt nam đây là một phát biểu loạn ngôn thiếu cập nhật kiến thức cũng như thiếu hiểu biết của thượng tọa Thích Nhật Từ. Nếu Phật giáo Việt Nam chưa có quy định chuẩn mực về tiêu chí làm tu sĩ. Vậy vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở đâu mà đến nay vẫn chưa ban hành quy định chuẩn mực về tiêu chí làm tu sĩ Phật giáo ở Việt Nam? Nếu đạo Phật không có giáo lý chuẩn mực như đạo Thiên Chúa. Như thượng tọa Thích Nhật Từ nói Vậy, mấy chục năm nay, các tu sĩ Phật giáo Việt Nam tu học dựa vào cái gì? Mấy chục năm nay, các tu sĩ Phật giáo Việt Nam làm cái gì? Kính đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho giải quyết ngay và triệt để về phát ngôn của Thượng tọa Thích Nhật Từ này. Thứ 13, trong bài giảng có tiêu đề Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu xuất ra gieo duyên lần bốn đăng ngày 16 tháng 8 năm 2018 trên kênh Đạo Phật ngày nay ở phút thứ 42 đến phút thứ 44 34 giây. Thượng tọa Thích Nhật Tử đã cho đệ tử của mình phát biểu tại chùa Giác Ngộ rằng: Giáo hội như một nồi lẩu thập cẩm, bát nháo như cái chợ trời, mẹ ai nấy giảng. Nào là Bắc tông, Nam tông rồi lung tung không hết. Vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở đâu mà để xảy ra những trường hợp như vậy? Kính thưa thượng tọa Thích Đức Thiện, kính thưa lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề nghị thượng tọa Thích Đức Thiện và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho xử lý thật nghiêm trường hợp về những phát biểu lộng ngôn và coi thường tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam của mình như thế. Thứ 14, đặc biệt trong rất nhiều bài giảng có trên kênh Đạo Phật Ngày Nay, Thích Nhật Từ Official, thượng tọa Thích Nhật Từ đã liên tục công khai đăng đàn kể về thành tích vượt biên trốn chạy khỏi Việt Nam của mình lên đến 16 lần, từ những năm 1984 đến 1995 nhưng không thành công chỉ vì thiếu tiền và vàng. Đồng thời, tuyên truyền chùa Giác Ngộ cũng từng làm một ổ chuyên tổ chức cho một chục tu sĩ vượt biên Thành công sang nước ngoài Kính thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện Kính thưa lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Những phát biểu Kể về thành tích vượt biên 16 lần của Thượng tọa Thích Nhật Tử Là không thể chấp nhận được Đạo Phật luôn đồng hành Cùng dân tộc suốt hàng nghìn Năm nay Chứ không phải Đạo Phật là nơi chứa chấp tu sĩ Với tinh thần phản quốc như thế được Kính đề nghị Thượng tọa Thích Đức Thiện Và lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam phải xử lý thật nghiêm trường hợp cá biệt của Thích Nhật Từ này để làm gương nhằm lấy lại uy tín của cả đạo Phật nói chung chứ không riêng gì của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một lần nữa, nhân dân chúng tôi kính mong thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam sớm xử lý trường hợp cá biệt của thượng tọa Thích Nhật Từ chủ trì chùa giác ngộ quận 10 tp HCM này nhằm ổn định đời sống tinh thần cho nhân dân và cộng đồng phật tử để chi vậy thứ nhất để nhân dân Việt Nam biết rằng một đạo Phật là đạo từ bi nhẫn nhịn chứ không phải là đạo chửi chó chửi mèo chửi mất dạy chửi tâm thần hoang tưởng khinh thường kiến thức người khác chưa đầy lá mít hay đạo Phật là đạo kiện tụng để bỏ tù người khác như thượng Thọa thích nhật từ đã làm đây là chưa có tiền lệ trong lịch sử phật giáo việt nam hai đạo phật là đạo trí tuệ chứ không phải là đạo cúng cầu và lừa đảo nhân dân như những gì mà thượng tọa thích nhật từ đã cầu nguyện cho vaccine được bộ y tế cho thông hành ba đạo phật là đạo giác ngộ tức là đạo khoa học và thực tế đạo giúp hiểu biết toàn diện từ cấu trúc con người, vạn vật, tam giới, Phật giới và càn khôn vũ trụ. Chứ không phải là đạo chỉ biết cúng cầu, lạy lục hay van xin một đấng thần linh nào đó ban phước và giáng họa như Thượng Tọa Thích Nhật Tử đã làm phép bắt học sinh đội bùa lên đầu để cầu nguyện cho học sinh thi đậu tốt nghiệp. 4. Đạo Phật là đạo giải thoát, tức dạy con người thời văn minh, nguyên tử, điện tử, vượt tầm hiểu biết ngoài phạm vi của trái đất đến hệ mặt trời cho đến càn khôn vũ trụ. Đạo Phật có công thức giải thoát rõ ràng, vượt ra ngoài vòng sinh tử luân hồi, chứ không phải là đạo chỉ biết trương bảng hiệu quảng cáo theo kiểu treo đầu dê bán thịt cầy, nhưng thực chất trong ruột không biết gì về giác ngộ giải thoát cả, như chùa giác ngộ đã rêu sao. Năm, đạo Phật có giáo lý hẳn hoi, rất chuẩn mực quy củ bài bản rõ ràng và mạch lạc chứ chẳng phải đạo Phật không có giáo lý như những phát ngôn thiếu kiến thức của thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định. Thứ hai, để nhân dân Việt Nam biết rằng Đức Phật là vị toàn năng toàn giác, là thầy của trời, người chứ không phải là người không biết chữ như những phát ngôn thiếu hiểu biết trầm trọng về đạo Phật của Thượng tọa Thích Nhật Tử nêu ở trên. Thứ ba, để đúng với câu khẩu hiệu, đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc, chứ không phải đạo Pháp phản bội lại dân tộc, như tu sĩ Thích Nhật Tử đã 16 lần tìm cách vượt biên trốn khỏi Việt Nam, khi đất nước còn khó khăn. Thứ tư, để tất cả các tôn giáo, đạo giáo ở Việt Nam được bình đẳng, được tôn trọng, chứ không phải như cách miệt thị, kỳ thị và phân biệt tôn giáo của thương tọa thích nhật từ, làm mất đi tinh thần đại đoàn kết dân tộc, dẫn đến tình trạng xung đột tôn giáo. Thứ năm, để lấy lại uy tín, danh dự cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức thống nhất, chặt chẽ, có trật tự, có trên có dưới, chứ không phải là một tổ chức bát nháo như chợ trời, hay như nồi lẩu thập cẩm, lung tung tông như chùa giác ngộ đã nói. Thứ sáu, để giáo hội Phật giáo Việt Nam thể hiện tính nghiêm minh, thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xử lý những trường hợp, những bài giảng đã vi phạm giới luật, vi phạm nội quy ban tăng sự vi phạm hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời chấn chỉnh lại tình trạng đạo Phật hiện nay. Cuối cùng, kính mong Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng như lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhanh chóng cho ban hành thêm hai điều sau. Một, cho ban hành công khai văn bản xuất bản quyền giáo lý của đạo Phật đúng chuẩn mực. Đồng thời cho phổ biến toàn bộ quyền giáo lý của đạo Phật này ra tất cả các cấp giáo hội từ trung ương đến địa phương để đồng bộ thống nhất kiến thức về Phật học của tất cả các tu sĩ đạo Phật, tránh trường hợp có những bản sao của thích chân quang, thích nhật từ vân vân trong tương lai. Hai, cho ban hành công khai văn bản định nghĩa về thế nào là chính pháp hay tà pháp của đạo Phật để chi vậy để bổ túc ý nghĩa chính xác của chữ chính pháp mà thượng tọa thích đức thiện đã phát biểu ở trên để tất cả các tu sĩ Phật giáo Việt Nam từ trung ương đến địa phương cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam biết được thế nào là chính pháp thế nào là tà pháp tránh trường hợp có những bàn sao của thích Trân quang thích nhật tử vân vân tiếp theo. Để trả lời cho nhà báo Lê Nghiêm, Nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Thông tin Truyền thông đã đặt câu hỏi cho giáo hội từ năm 2019 rằng giáo hội phải làm rõ được thế nào là hoạt động đúng chính pháp, thế nào là hoạt động không đúng chính pháp. Phải trả lời cho 96 triệu người dân Việt Nam được biết Câu hỏi này đến nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho nhà báo Lê Nghiêm cũng như hơn 96 triệu người dân Việt Nam được rõ. Kính thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện, kính thưa lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một lần nữa nhân dân chúng tôi kính đề nghị Thượng tọa và quý lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho xử lý thật nghiêm trường hợp cá biệt của thượng tọa Thích Nhật Tử, chủ trì chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, như đã xử lý thượng tọa Thích Chân Quang để lấy lại uy tín, danh dự và bộ mặt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như không để dư luận bức xúc và bàn tán xôn xao quá nhiều về những việc làm sai trái của các tu sĩ thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà chưa được xử lý thật xác đáng. Kính chúc Thượng tọa Thích Đức Thiện và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhiều sức khỏe và tiếp tục leo lái con tàu Giáo hội Phật giáo Việt Nam sớm đi đến bờ giác trân trọng. Nơi nhận như trên Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xử lý. Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xử lý Ban pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xử lý Ban hoàng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xử lý Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xử lý Thượng tọa Thích Đức Thiện để xử lý Thường tọa Thích Chân Quang để biết báo giác ngộ online để biết và đăng bài Hà Nội ngày 28 tháng 5 năm 2024 Nhân dân chúng tôi đồng ký tên